Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua khung nhôm Java Fuku, dòng xe đạp khung nhôm cao cấp đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn thế giới, thương hiệu Java của Ý, dòng xe của Ý, và được sử dụng bộ chuyển động Shimano 105, đùi đĩa trục rỗng, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên bản chính hãng. Khung của chiếc xe như các bác thấy trên hình, khung nhôm thiết kế khí động học, càng là càng carbon. Thiết kế khí động học cản gió để di chuyển trên đường tốc độ tốt hơn này. Dây thì chạy hết âm sượt. Thiết kế rất là kiểu mới các bác nhé. Với những cái đường vát ở bánh sau này và đã được mài đi những cái mối hàn. Mài đi những mối hàn thì chiếc xe cực kỳ là mềm mại và rất là đẹp. Rất là kiểu phong cách mới. Khung nhôm thương hiệu Java Fuku. Tổng thể xe thì còn tương đối là đẹp các bạn. Rất là đẹp, hầu như là rất ít vết xước. Sử dụng full bộ Garut 105 giờ 5.800 với 11 tầng lip và 2 tầng đĩa. Cho xe có 22 tốc độ khác nhau. Đùi trục rỗng đề ca nguyên bản này. Nguyên bản của xe này, dòng Dika sản xuất riêng cho dòng Java. Bánh cặp vành cao bản 5 phân, cũng nhôm, cũng là nhôm. Cao bản 5 phân cũng của Dika, zin theo xe. Mày cũng thế luôn. Đi vòng cuối lỗ. Cụm phanh trên, cụm phanh sau này thì đã được số cũ nâng cấp lên bộ 105 luôn này. Trước là phanh Techo. Tay nắp 105 giờ 5.800. Tay nắp 11x2. 11 nếp 2 đĩa càng carbon. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 48 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 73-74 thì phù hợp. Bộ chuyển động 105 giờ 5.800, 11 nít 2 đĩa. Chuyển động này rất là mượt mà, các bạn nhìn trên hình. Bộ chuyển động 105 giờ 5.800, 11 nít 2 đĩa. Đó là dòng xe cao cấp của Java. Dòng 105 là dòng cao cấp của Shimano, nên chuyển động rất là mượt. Chiếc xe đang có giá bán bên em là 13.600.000, bao ship toàn quốc với cả gốc chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác cần đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã bên em kênh. Các bác có nút video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.